Các bạn thích ở nhà to hay nhà nhỏ? Nhà nhỏ thì có cảm giác ấm cúng và đi đâu cũng dễ. Nhà bếp thì cách nhau chỉ vài bước chân. Còn nhà to thì hoành tráng hơn, để được cái tivi to hơn. Mặc dù mình so sánh có hơi khập khiễng, nhưng mà sắp tới đây, theo kế hoạch 2022-2026, Bộ Nội vụ nước ta đã có đề xuất về việc sáp nhập tỉnh với nhau. Vậy việc này là thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nha. Từ sau giải phóng, Đảng và Nhà nước cũng tham khảo cách chia bộ máy địa lý hành chính cũ. Lúc này, thời kỳ 1945-1946, nước ta có 69 tỉnh. Sau đó, đến thời kỳ sáp nhập các xã từ tỉnh này vào tỉnh khác cho phù hợp với hình thái địa lý và dân cư của tỉnh. Sau đó là đến giai đoạn sau năm 60, các tỉnh phía Bắc sáp nhập với nhau. Cụ thể, mình sẽ để dưới phần comment cho các bạn cùng tham khảo nha. Mình thử kể ra vài tỉnh xem các bạn có biết là gộp từ các tỉnh nào không nhé. Tỉnh Hà Bắc, tỉnh Bắc Thái, tỉnh Hải Hưng, vân vân. Từ năm 76, hàng loạt các tỉnh phía Nam tiến hành hợp nhất. Lúc này, cả nước có 38 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, đến cuối những năm 80 của thế kỷ trước, xu hướng tách tỉnh lại bắt đầu. Lần lượt các tỉnh đã được nhập trước đó lại được tách ra. Có tỉnh sau khi tách lần 1 thì thời gian sau lại tách lần 2, như Nam Hà tách ra từ Hà Nam Ninh. Sau đó, Nam Hà lại tách ra làm Hà Nam và Nam Định. Nhìn lại lịch sử, đã có nhiều lần chia tách rồi sáp nhập ranh giới tỉnh, thành phố. Trong đó có những địa phương lúc thì về tỉnh này, lúc lại nhập khẩu sang tỉnh khác. Chia tách lần 1, rồi lần 2, lần 3. Trong khi có tỉnh như Thanh Hóa, thời kỳ nào cũng vững như bàn thạch, không bị sáp nhập, hợp nhất với bất kỳ tỉnh nào. Theo kế hoạch 2022-2026 từ Bộ Nội vụ, những tỉnh nào có diện tích tự nhiên không đạt chuẩn hoặc có dân số không đạt chuẩn sẽ có thể được sáp nhập vào các tỉnh khác. Có thể thấy, khi tách tỉnh thì quan điểm chung vẫn là chia nhỏ theo địa lý, địa hình, văn hóa để quản lý được tốt hơn, để phát huy tiềm lực, thế mạnh từng địa phương, thay cho gộp kiểu nhà chung vốn cồng kềnh, nhiều ý tưởng, lại dễ sinh cục bộ, khó quản lý. Tuy nhiên, khi nhập tỉnh, các nhà quản lý cũng có cơ sở giải thích như nhập tỉnh để tinh gọn bộ máy, nhân lực, để phát huy sức mạnh tổng hợp theo vùng, địa phương, để phát huy thế mạnh đầu tư, v.v. Từ cuối thập niên 80 đến nay, xu hướng tách tỉnh diễn ra ở nhiều giai đoạn, cùng với đó là tách huyện, tách xã. Cho đến năm 2004, việc tách tỉnh vẫn tiếp tục diễn ra với việc tỉnh Lai Châu cũ tách ra thành hai tỉnh là tỉnh Lai Châu và Điện Biên, tỉnh Đắk Lắk tách thành Đắk Lắk và Đắk Nông, thành lập thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Đến năm 2008, khi Hà Tây hợp nhất vào Hà Nội, con số 63 tỉnh thành ổn định từ đó đến nay. Tuy nhiên, hãy xem xét ví dụ sau đây để thấy, việc sáp nhập có thể sẽ được tính toán rất cẩn thận và phù hợp cho người dân. Ví dụ như, tỉnh Bắc Ninh với diện tích chỉ bằng 2-3 quận huyện của Hà Nội hiện hành, nên việc nhập tỉnh này vào Hà Nội sẽ rất phù hợp. Vị trí từ trung tâm Hà Nội đến huyện xa nhất của Bắc Ninh cũng chỉ mấy chục km, không quá khó khăn cho người dân về các vấn đề thủ tục. Điều kiện văn hóa, xã hội, nhiều điểm tương đồng, nhiều khu vực của Bắc Ninh trước đây cũng từng thuộc Hà Nội. Hiện nay, bộ máy hành chính được giãn lược, hệ thống thông tin liên lạc đã được cải thiện, phương tiện giao thông và hạ tầng cơ sở đã được nâng cấp lên rất nhiều. Việc khoảng cách địa lý xa không còn là một trở ngại lớn cho việc thực hiện các thủ tục hồ sơ tại tỉnh lỵ. Việc sáp nhập sẽ giúp bộ máy tinh giản hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Và đó là toàn bộ kiến thức về việc sáp nhập tỉnh thành ở nước ta. Ý kiến của các bạn thế nào? Hãy để lại nó trong phần comment nhé. Các bạn có muốn sáp nhập tỉnh thành cho phù hợp với tình hình thực tế hay không? Đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để mình có thêm động lực làm video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!